Ý, xin chào cả mọi người nhé. Chào mừng trở lại với The Podcast Việt Nam này. Nơi đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình. Thì mình là Mèo nhé. Mình sẽ là người đồng hành các bạn trong trình các bạn chơi tựa game The Podcast, cũng như là những khó khăn các bạn gặp phải khi chơi game này. Yeah, xin chào cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Bây giờ mình sẽ cố gắng làm video gần gần nhau hơn một tí các bạn. Tức là tại thời gian này mình đang có khả năng làm được video nhiều hơn bình thường. Đấy, cho là mình sẽ cố gắng làm nhiều video hơn à. Ok. Ui rồi, mình biết là bây giờ đang có, ui rồi con rồng này nhìn đẹp thế. Mình biết là bây giờ đang có guarantee, tức là rất là lâu rồi mình có guarantee ấy. Mình nhớ là còn rất rất là lâu rồi mình có cái guarantee này quay lại. Tức là bonus như kiểu là mình tưởng là nó sẽ vĩnh viễn không còn này ấy, nhưng hóa ra nó vẫn còn các bạn ạ. Đó thì bây giờ các bạn đang có thể quay được cái bộ rồng này. Bộ rồng và June Bride Capture ở đây nó còn có 15 tiếng thôi. Tức là cái thời điểm mình quay bây giờ nó còn có 15 tiếng thôi các bạn. Con rồng cá này trông có vẻ xịn các bạn ạ. Trông có vẻ đẹp. Mà con cá đấy cũng là một trong những con rất là ok trong bộ này đấy nha. Nhưng mà bộ tôi là mình hết cắt vui các bạn. Bây giờ mình không. Dạo này mình có chơi nhưng mà mình chơi toàn mấy cái gì các bạn. Tức là kiểu nó không kiếm được nhiều cắt vui ấy. Thường thì các bạn vượt ải thì các bạn mới có cắt vui đúng không? Còn mình thì mình không vượt ải các bạn, mình cứ chơi lanh quanh lanh quanh. Theo dạo này mình không có nhiều các phút lắm. Cái này bị chơi build rồi các bạn. Khổ thế nhờ, hôm nay mình không biết là chơi cái gì đây. Các bạn muốn mình chơi cái gì các bạn? Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Hôm nay chúng mình sẽ chắc là mình sẽ cố gắng đánh tiếp Storm Legend đi nhỉ. Trong Storm Legend này mình đang có, à hình như mình đang bị kẹt các bạn ạ. Trong Storm Legend mình đang bị kẹt. Còn mấy cái màn này thì chắc là mình tự chơi được. Lên Grim Strike này là cũng phải mất các thứ nhỉ. Cái này chơi có khó không vậy? Aku Study. Đánh hết cái này các bạn có biết là được cái gì không? Có thể comment cho mình biết được không? Mình chả biết gì cả. Yao Ling Village này là, à cái này mình chơi rồi các bạn, nhưng mà nó khó dã man đấy. Eo thế đây, từ từ cái đầu tiên này thì mình đánh hết này. Đó 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 đó. Nhưng mà đến đây cái này mình vẫn đánh hết nhá. Nhưng mà đến cái này ui, đây cái này cảm giác của nó khó dã man. Nhưng của mình còn yếu các bạn. Thế là mình không đánh được các bạn, thế là mình chưa clear được màn ấy, hình như màn cuối các bạn ạ. Để xem hồi nãy chắc mình sẽ đánh tiếp Storm Legend các bạn ạ. Thôi mình đang chơi đến Hall of Fame rồi, thôi mình mới chơi được hai màn thôi. Cái này thì dễ rồi này, các bạn chỉ cần một con chặn sóng thôi. Cái này thì chủ yếu mấy cái này là anti zombie các bạn ạ. Màn này là màn khoai này, mình đang kẹt ở đây về vì không biết qua kiểu gì các bạn ạ. Tức là các bạn phải đánh cái con đà điểu này cùng với cái lúc mà nó có cái con Taki, cái con màu đen đen này ở đằng sau này các bạn ấy. Nó rất là bực mình ấy, mà mình đánh mãi không đánh được con này không. Kiểu một con thì đánh gần, còn một con thì nó cẩu đằng xa ra, thế là mình cũng không đánh được các bạn. Bây giờ mình đang chưa biết như nào đây. Nói chung là cái này chắc là cầm với cái con Paris đi được này. Ở đây mình sẽ bỏ bớt Uber ra đi. Còn mấy con này các bạn sẽ chơi được ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ cho Cyborg Cat vào. Một vài con nào châu châu tí đi nhỉ. Ở ngồi nếu mà các bạn muốn mấy con trâu thì các bạn sẽ nên mang, có một cái con mà lần trước mình có một cái video mình lấy cái con trứng ấy các bạn, thì khi mà các bạn nâng lên nó sẽ thành một con anti-trellis này. Đấy, con Ancient XN101 này, bây giờ mình có thể cho nó vào đây. Mình nâng nó lên tận 40 rồi luôn, được chưa? Đó, con này khi mà các bạn true form thì nó sẽ resistant với cả non, tức là đánh với cái con đánh với mấy con bột trắng ấy các bạn. Đây mình đang hơi bí, mình sẽ cho tạm con này vào đây. Bây giờ mình chẳng biết đánh cái gì nữa. Mấy mặt này có vẻ khoai khoai các bạn ạ. Thể chơi này khoai khoai thế nào ấy. Bây giờ chúng mình sẽ cho thêm bởi mình không biết là mình sẽ nên cho Friendster Cat này vào hay là mình sẽ cho Pizza Cat. Pizza Cat thì hơi đắt nhưng mà thực ra mình không nghĩ là mình sẽ có tiền để gọi đâu nhé, tại vì mình cho Paris Cat này vào đây rồi. Mình nghĩ là mà cái màn này đây thôi, mình cứ chơi thử cho các bạn xem nhé. Chơi thử luôn chứ không thì mọi người lại không biết. Nói chung là cái màn này đây từ đầu nhá, nó sẽ cho các bạn rất là nhiều cái con này này. Thì cái mấy cái màn ở trong Storm Legend này nó rất là ảo. Đó, thì các bạn sẽ có rất là nhiều tiền đúng không? Đó, thì ban đầu tiền coi như là không không đếm xuể đi. Nhưng mà mình cũng chả nâng nó mắc nó lên đâu. Đó. Đúng rồi. Đây bây giờ mình sẽ gọi con Gravier ra tại vì nó trâu nhá. Bây giờ mình sẽ giết con này luôn này. Ui, chưa chết này. Đó, rồi chết rồi chưa? Bây giờ là
cái lúc mà các bạn sẽ phải đánh nhau với con đà điểu này, thề mình đánh con này nó kiểu nó khó thế nào ý, thề. Đây, cho lâu lâu không hoàn thành cho các bạn xem. Nói chung là mình đánh cái này mình cứ thấy nó cực cực kia các bạn, kiểu bị khoai khoai ấy, đánh không đánh được. Ok, mà cái này kéo phải mang cắt steel đi các bạn. Mình nghĩ là mang Paris là chuẩn đấy, nhưng mà để mình nghĩ là mang Paris là chuẩn đấy các bạn, tại vì màn này nó cũng cho mình nhiều tiền rồi nhỉ. Thì xong mình sẽ cầm cái gì, cầm thêm cắt steel nữa là chuẩn. Nhưng mà kiểu mấy cái con Taki nó xong rồi nó khỏe quá mình không đánh nó được đấy. Đây, đây là các bố lão cho mình xin ý kiến, nhưng mà bây giờ mình chả biết chơi cái này kiểu gì luôn. Bây giờ mình sẽ cố gắng làm video chăm chỉ hơn. Đó, bây giờ mình vào mình chỉ biết chơi mấy cái này thôi, chứ chỉ game Battle Cat nó cũng chỉ có thế thôi mà. Làm nào mà các bạn muốn mình làm thêm nhiều content nữa, làm content quá thì giờ chỉ có hack game thì mới làm được nhiều content đâu các bạn ơi. Bây giờ mình chơi chân chính cấp bậc này. Ok. Đấy, đánh này thấy toang toang rồi các bạn. Nhưng mà cầm cắt CPU vào thì nó còn nhanh nữa cơ, tức là nó spam ra nhiều quá ấy. Ồ, nhưng đánh này nó khả quan hay khó nhỉ. Nhưng mà mấy cái con Taki càng ngày nó càng nhiều kia thì đánh thích quá rồi đúng. Kiểu cứ ra là bị đứt ấy. Xong rồi. Đánh này hơi gãy. Đây, bây giờ mắc tiền rồi anh em ạ. Ô, vai. What? Ui. Ủa. Ô, vậy thôi hả? Hóa ra Paris giải quyết vấn đề. Ô. Ô kìa. Ô. Ôi ôi. Ôi ôi. Eo, thôi nào. Lại ra con nữa. Eo. Cái game này. Thế luôn. Sợ các bạn mình đang bị ho. Eo, mình nhớ có một cái thời mà mình đi hướng dẫn các bạn đánh Story of Legend là... Dạ, cái đấy cũng không hẳn là hướng dẫn, tức là mình chơi cho các bạn xem thôi. Tại vì mình dùng, mình không dùng Uber thì mình cũng chẳng qua được đấy. Ngày xưa thì mình dùng Eva Unit 02 các thứ này. Nói chung là cũng đánh cũng cực các bạn ạ. Ồ, hóa ra cầm cái màn này nó cũng không khó lắm các bạn ạ. Tức là các bạn chỉ cần spam như này ra là thắng. Tức là mấy cái con Uber của mình nó không cần đâu ấy. Ở đây mình có hai con Uber nãy giờ gọi ra chỉ để chết chứ không có làm cái gì đâu. Ồ, ok. Hóa ra đây là cách qua màn này. Mình nghĩ là mình mà bị kẹt thì chắc là cũng nhiều bạn bị kẹt phết đấy. Thế là thôi các bạn cứ xem tham khảo nha. Ui, vai, qua được rồi các bạn. Ảo thế nhỉ. Thế luôn, ảo thế nhỉ. Ui, thế mà cũng qua được. Tài thật. Ngày xưa mình nhớ là cái màn này mình chơi nó khó lắm. Đúng rồi ạ. Hay là nó không khó lắm nhỉ. Ừ, thế chính là màn này các bạn cũng chẳng cần Uber gì cả. Chỉ cần nếu mà các bạn đánh 4 sao chắc là sẽ khoai. Mình cứ nên chơi lại không nhỉ? Nhưng mà chơi lại chả để làm gì. Thôi, kệ các bạn ơi. Tức là cái màn này thì... Tức là cái màn đấy các bạn chỉ cần... Như này là thắng này. Đấy, như này là thắng. Ừ, chả có gì. Phải là kiểu dễ nhỉ? Love Child lên là nó đánh cái gì đây? Mình đoán là trong này kiểu gì cũng có mấy con zombie này, là mình sẽ cầm thử cái đội hình này vào xem nào. Ôi ôi, Love Child lên. Tức là cái vùng đất yêu trẻ em ạ. Ôi ôi, màn này trông có vẻ... Mình nghi mấy cái màn mà nó có mấy cái tường này nó sẽ đánh cái sóng lắm các bạn. Đây, mình sẽ cầm đội hình... Mấy cái đội hình mình nhìn nó cứ sao sao ấy nhỉ. Thôi cầm thử cái này mà. Anti-Red à, cho cái này vào làm gì nhỉ. Ok. Mình sẽ cho Cut Machine vào nhá. Đấy, mình đã bảo có 6 sóng rồi mình nghi lắm. Ok, chơi thử các bạn này. Mình chả biết nào các bạn. Ok. Tên 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 300.000 máu. Đừng bảo là đánh tốc độ nha. Bây giờ mình đánh vào trụ nó có gì không? Hay là bây giờ phải chờ? Ồ, cái màn này nhìn quen quen. Ừ, đúng rồi, hình như. Đúng rồi, màn này. Mấy cái con này nó cứ để lùi mình. Tức là bây giờ phải. Đúng rồi, ui rồi. Thôi xong rồi, màn này phải một khai các bạn ạ. Nhưng mà Cut Machine được kìa. Đúng rồi, gọi Cut Machine ra luôn các bạn này. Cut Machine với cả cái con cái con trứng mới này. Để sau đó viết con tê giác nhé. Khi mà các bạn thấy có cái con tê giác ở trên màn hình, các bạn tự biết là tăng cái giá tiền lên nhé. Ui, vai, chết luôn mà. Chưa ơi. Thôi xong rồi, gãy rồi đấy. Bây giờ tăng tiền lên chả để làm gì nữa mà mình không biết là nó như thế nào. Mình muốn biết là con này như vậy. Eo ơi, mình sắp chết rồi các bạn ơi, cứu. Con này khỏe thế. Đuôi không à. Nào, khăn khăn.
Ôi đừng 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 chết đi chết đi chết. Ui ui cắn một phát nửa cây máu nha mà. Đừng ui ui. Ok 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 hiểu các bạn ơi. Tức là ok bây giờ mình phải giết cái con bây giờ mình giết cái con tên giác nhanh nhất cơ đúng không? Để mình xem nhá. Bây giờ chúng mình sẽ cần apple cut. Yeah. Bây giờ mình sẽ bỏ pizza cut ra, mình sẽ cho icut vào. Ok mình sẽ bỏ con này ra này. Bây giờ mình sẽ cho con Swordman cut đâu nhở? Swordman cut rồi, đẹp trai rồi, đẹp trai hai kiếm đây rồi. Mình sẽ cho con Inosuke này vào nhá. Cho nó vào chỗ này đi, chuẩn luôn. Ok vậy là trong ngày chắc Gaia chả cần đâu các bạn ơi. Mình sẽ bỏ Gaia ra xong rồi đồng thời mình sẽ cho thêm Kai vào, tức là cho thế thì nó có bá quá rồi nhỉ các bạn ơi. Và mình sẽ cho Awakened Bahamut nhé các bạn. Sợ các bạn lại không có mấy con này chứ mình chơi thì đơn giản. Ok sorry đang bị hơi ho tí. Thời tiết giờ này nó cứ nóng nó lạnh ấy các bạn, kiểu ở Hà Nội mình giờ này ấy, đang sấm chớp đùng đùng luôn, tức là kiểu sắp mưa ấy. Mà thường nhá, sắp mưa thì trời rất là oi, tức là kiểu các bạn hiểu là kiểu cái đám mây nó thu hút hết nói gì nhỉ, mình đang nói gì, tức là kiểu cái vùng mưa ấy nó sẽ thu hút hết mây lại. Thế các cái chỗ mà nó chưa mưa ấy nó rất là nóng, xong rồi khi mà cái vùng mưa nó tích tụ đủ mây rồi các bạn thì nó sẽ rất là thì nó sẽ rất là, nói chung là rất là chờ mình đang nói gì nhỉ, nói chung là mưa sẽ rất là to các bạn kiểu gì. Cố lên nào, hãy giết bạn tê giác. Giết tê giác. Ôi dồi ôi, ai cắt vào gãy luôn kìa. Cái con lạc đà kia nó đớp một phát mà 60.000 máu đấy các bạn. Đau thề luôn. Kinh vai. Đúng rồi, chém cái này. Bây giờ là nằm mà giết được cái con trồn ở sau kia nó thực chuỗi rồi. Bây giờ không có cách nào ngoài việc giết cái con tê giác này nhanh hơn cả các bạn ạ. Rồi. Đoạn này spam ramen cắt rồi các bạn ơi. Đoạn này spam ramen cắt, không còn được gì hết. Còn này cắt cần hết. Chả lẽ cần không ấy. Eo bọn này nó cứ đẩy lùi mình về khó chơi vai. Hụi. Hụi. Ui. Trời ơi. Trông có vẻ khó thế nhở. Bây giờ cần phải có một con. Ô. Nó chết rồi. Nó chết rồi các bạn ơi. Lên. Lên nhanh. Lên nhanh. Ô. Còn có nữa, thôi xong rồi. Eo, cái đoạn này mà có Yukimura nữa, các bạn có một con chạy nhanh ấy, thì kiểu mình căn được cái đoạn giết nó ấy. Nhưng mà mình nghĩ là con này nó chỉ không sống được quá lâu nữa đâu các bạn. Tức là kiểu nó cần theo turn. Nhà vấn đề là bây giờ số lượng chuột chuỗi bây giờ tăng lên 2 rồi. Nói chung là lại căng thẳng rồi. Hình như màn cuối này đánh Musashi hay sao ấy nhỉ. Ôi dồi ôi. Ôi trời ơi, vừa gọi cái con kia ra phát chết luôn. Ó, đừng. Ó, đây rồi, gọi Kamashina. Mình nghĩ là kiểu gì các bạn sẽ có Uber để gọi ra thôi, thì thôi mình cứ gọi Kamashina. Các bạn có con gì thì các bạn gọi nhé. Đã là mình cũng chống chế thôi chứ mình cũng chả biết làm nào này. Ôi, mình bắn trúng cái con kia. Giờ ở đây thì các bạn có thể mang combo research, tức là mang hai combo research đi. Ok. Rồi, dễ rồi. Mình giết cái con này đơn giản. Ô, nó chưa chết à? What? Ủa? Mình nhớ là cái con lạc đà nó chỉ sống được bao nhiêu lần thôi mà. Bình thường zombie thì chỉ sống được có 2 lần thôi chứ nhỉ? Các con này nó vẫn sống cái gì? Kì ghê ta. Ôi, xong rồi. Kiểu này là cái em cắt machine mình lại chết rồi. Bây giờ lại không có đủ tiền để gọi cả Bahamut ra mà. Thế nhỉ? Thế bây giờ mình sẽ chờ tiền để gọi Bahamut các bạn. Rồi biết ngay mà. Hay thế.
chơi này rất là lâu nhá. Ok, bây giờ các bạn sẽ phải ngồi nghe mình rên rỉ khi mình thắng cái màn này các bạn. Ok, xuống ta. Ok, trời ơi, mình sẽ gọi 3 mút để hủy diệt màn này các bạn. Đánh cái này lâu quá. Chơi này rất lâu. Lên. Oh. Đúng rồi. Con kia chết chưa mày? Ủa, con kia vẫn chưa chết à? What? Giết trôn, ôi ôi, con trôn vẫn chưa chết. Ôi, chắc đoạn này mình tua ấy các bạn. Các bạn hãy chờ mình tua nhé. Ôi ôi, what the f... Thôi xong rồi, thôi xong rồi Lượng ơi. Ok, mình hiểu đây là màn gì các bạn. Ôi ôi, thôi rồi ôi. Em ơi, ok ok, đã hiểu. Mình hiểu ấy nhá, tức là bây giờ mình phải giết được con kia nhanh hết cỡ rồi sau rồi nói chung là thắng màn này trong thời gian nhất định đúng không? Ok, đã hiểu. Bây giờ tôi sẽ xếp lại đội hình được chưa công? Ui rồi ôi. Không thể tin được không các bạn? Trời ạ, lại có cái màn nó như thế này bây giờ. Đầu game thì chúng mình sẽ cần giết con kia trước nhỉ. Yeah. À ok. Thế thì chúng mình sẽ cần mấy con chị Red. Thì ở đây chúng mình đang có 4 slot chị Red, rất là hợp lý rồi. Bây giờ nhiệm vụ chúng mình còn lại là, bây giờ màn này chúng mình sẽ mang combo research đi. Tức là các bạn sẽ cần research power này. Các bạn sẽ cần cầm cái này vào. Thôi chết. Thôi để mình tự save đi. Save này nó lâu đúng không? Ở trong combo research thì các bạn sẽ chắc chắn là có Nico Dancer đúng không? Màn này chắc mình chẳng tanh. Tiếp theo là chúng mình sẽ cần hai con mèo special, đó chính là Skele Cat và cái con đấm bốc này, Hyper Mister này. Ok, với cái đội hình như này ý, là con Rame chắc chắn nó sẽ spam được. Thì ở đây bây giờ chúng mình sẽ bỏ bớt cái con có thể là cái con Cat Machine này nó cũng chả tanh được mấy. Thì mình nghĩ là mình sẽ mang Season Cat đi, được chưa? Màn này chúng mình sẽ cần đẩy tốc độ nhanh một chút đó. Ok. Màn này thì cũng chả cần speed up rồi. Mình nghĩ lần này sẽ nhanh các bạn ạ. Ôi dồi ôi, chơi này nó khoai thế. Cái này lẽ là phải livestream chơi cho các bạn xem ấy. Nhưng mà kiểu cái tai nghe của mình ấy, nó thu âm tiếng nó rất là bé. Bình thường ấy, các bạn nghe ở trong video bình thường mình up lên ấy, là tiếng nó bình thường không? Đấy là mình đã chỉnh tiếng nó to lên rồi đấy, chứ không phải là kiểu mình dùng cái phần mềm edit để mình khuếch đại cái tiếng lên đấy các bạn. Hiểu không? Đấy, hiểu ý. Ôi dồi. Đánh cái này nó khoai thế. Đây mình sẽ gọi cả dòng cát ra luôn. Đánh cái này. Con trời không đỡ được. Mà đánh này tiền nó lên hơi chậm các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ gọi một con internet vào này. Ok. Cho con Apple Cat nó sống vai một tí. Ok, mình sẽ gọi thêm con Apple Cat nữa. Ok. Có tiền. Đó, cái con kia nó cũng chỉ sống một thế thôi. Ok, tầm này bây giờ gọi full season cat ra là kiểu vĩnh được nha các bạn. Tức là cái con season này nó chuyên là về NP ấy mà, đúng không? Đó, ok, chuẩn rồi. Với cái tốc độ này thì mình nghĩ là sẽ ok. Ồ, bọn này không immune cho knockback rồi. Nhưng mà bây giờ chờ, mình nghĩ là sẽ không lâu lắm, nhưng mà chung mà màn này nó yêu cầu phải nhanh các bạn. Có khi gọi luôn cả ramen cả con si vòng ra cho nhanh thôi. Ôi lại thêm đồng chí nữa rồi. Ôi gì đấy, trời ơi, sao nó không chết vậy. Ôi đây là tác hại của việc gọi ramen các bạn. Ôi dồi ôi, tôi xong rồi.
không dứt điểm ở con này rồi. Ừ rồi, mà này có khi lại thua các bạn. Khoai thế nhở. Hay là mình thử solo cái màn này nhỉ? Để mình xem là mình có con nào chịu được cái đòn đẩy lùi đấy nhỉ. Nếu mà màn này các bạn có con Kai Summer thì ngon. Màn này thực ra nếu mà cho Aphrodite vào thì thắng lâu rồi đấy, nhưng mà để mình xem nhá. Ultra Atlantis này có vẻ ok. Có vẻ ok hơn là bây giờ mình sẽ cho bọn này đi chậm lại tí đi. Mình cho bọn này đi chậm lại tí đi. Thay vào đấy mình được thêm một slot Uber mà. Không biết có chơi được không ta. Đánh cái này khoai thế. Eo thề mình bao giờ cũng không thích chơi Star of Legend tại vì nó rất là khó. Nhưng mà thứ hai đánh cái này nó mới cuốn các bạn ạ. Bây giờ chúng mình phải vượt qua được màn này thì mình mới dừng video nha các bạn. Đây, đầu tiên vào nó sẽ nổ bùm cái chưa. Đó, thì chúng mình có thể gọi ramen nó lại cái thứ ra. Con ramen này nó trâu mà. Màn này ghét ở cái chỗ con kia nó cứ đẩy lùi mình ấy. Okay. Chờ con tê giác nó đi xa xa một tí à, lúc này chúng mình bắt đầu sẽ gọi bốn con kia ra. Ok, tầm này được rồi. Đó. Ok, đang có mấy bạn chat với mình ở trên YouTube kìa. Mình sẽ tranh thủ nâng tiền đấy nhá các bạn. Mặc dù mình không còn tiền đâu nhưng mà mình nghĩ là tầm này tranh thủ gọi ra thì vẫn ok. Đấy, ok. Ôi, cái con Ultra Atlantic của mình nó cứ bị đẩy ra sau các bạn. Ôi rồi, tình hình hơi khoai. Ôi rồi, ôi rồi, đứt mất rồi. Trời ơi, đánh đấm này là hỏng rồi. Còn tệ cả lần trước ạ. Đánh đấm này hỏng rồi các bạn ơi. Trời ơi, đánh đấm thành hỏng luôn. Cái màn này phải mang speed up đi. Mình cũng khổ sở thế nhở. Cái màn này thề xem YouTube nó hướng dẫn trông cũng có đến nỗi nào đâu. Ui, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Được rồi, xông lên. Mình không biết là màn này đánh. Hình như là con trồn hai kia ra là có là cũng đã chết chưa nhỉ. Ôi dồi ôi, thôi xong rồi, không kịp rồi. Không kịp rồi. Không kịp rồi. Ôi xui ôi. Eo mà này chơi kiểu gì ấy các bạn ơi. Ôi ông mèo lại ăn hành rồi các bạn ơi. Eo chơi này khổ thế à. Xem ạ. Con Ultra Atlantic này chả để làm cái gì cả. Bây giờ sẽ như này. Mình sẽ gọi luôn cái con. Ngày xưa mình có bị kẹt đây không nhỉ? Chắc chắn là có. Thì chơi cái này rất là cay. Bây giờ mình không, mình hết rich card rồi nhá, tức là mình không có rich card nữa cho nên mình phải chơi cái kiểu bẩn bẩn này. Trời ơi. Con này của mình level 30 cộng 6 à? Sao à, mình còn cut ice không nhỉ? Mình sẽ cho nó lên 35 đây. Tức là nó level 40 rồi. Đấy, yêu lắm rồi đấy. Dùng cut eye legend à? Thôi, không, không, không. Sao mà con này level 28 cộng 10 rồi này. Dodge attack à? À đâu, con này, cái này là savage blow không? Ui ôi. Con này sao? Anti-Aku à? Bên nhiễm cả Surge. Trời ơi, mình không có anti-zombie nào ra hồn cả các bạn ơi. Đánh này là dở quá nhỉ. Xem nào, bây giờ chúng mình sẽ phải làm cái gì đây? Con này level 40 cộng 11 rồi nhá. Xem nào. Con level 30 này. Bây giờ mình mà cho Kai vào thì thắng luôn. Chứ làm gì nữa. Kai với Cut Machine cho vào thì thắng luôn. Hoặc là cho Immortal Yukimura ra. Có thể.
Thôi mình sẽ lại cái này đi các bạn. Cay lắm. Thề. Cay cực. Oh. Cay. Sao mà. Lần này mình sẽ mang speed up nha các bạn. Ok. Ok. À, từ từ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mình sẽ đổi cái trụ laser beam các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho cái này vào đây. Holy Blast chuẩn luôn các bạn. Holy Blast. Ồ, thì lát nữa nó sẽ tanh bọn zombie các bạn. Ok nhá. Bây giờ đầu game vào là chúng mình sẽ gọi mỗi ramen ra thôi đúng không? Ờ, tại con ramen nó rẻ này, con si rong à. Ơ, chứ mình lại không mang cái... Ui giời, lại không mang speed up rồi. Thề chơi này nó rất là cay. Story of Legend rất là cay các bạn ạ. Hai này, ba này. Ôi, bị con lạc đà đớp ba phát thì ramen mới chết các bạn ạ. Trời ơi, trời ơi. Sao mà bị lạc đà đớp ba phát thì chết. Ok. Ok, bây giờ chúng mình sẽ giết cái con tê giác này càng sống càng tốt đúng không? Sẽ gọi tất cả những gì mình có ra nhé. Đồng thời các bạn có thể tăng tiền nếu mà các bạn có khả năng tăng. Ok. À, con Apple cắt ở dưới chút xíu. Ok. Ok. Bà Hamut của mình đánh vào cái con lạc đà này nãy giờ, thế là mình nghĩ là chắc là cũng sương sương rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ chỉ gọi con si rong ra thôi, được chưa? Tại vì con si rong nó sẽ để cho cái con si rong nó kết liễu thôi. Đấy, chuẩn luôn, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Không nào lệch nữa các bạn. Bây giờ chúng mình sẽ gọi những con sát thương to ra, tốc độ nhanh ra, được chưa? Để cho đánh cái con đánh cái con trồn trồn này nó không đẩy lùi walk em chia. Bây giờ mình vẫn chưa có cái trụ laser beam các bạn ạ. Không biết nó có. Ui giời ơi, sơi nhơn ui. Ôi ôi. Ôi ôi. Saucy scanner. Ôi ôi chơi. Tức là hôm nay mình đã chơi được bao nhiêu? Hai màn à? Ôi dồi ôi, ôi. Thề luôn, chơi cái này nó trầm cảm thế. Xem nào, còn bao nhiêu màn nhỉ? Cái này có tổng cộng 6 màn các bạn ạ. Ồ, ok. 1 này, 2 này, 3, 4. Hôm nay mình đã đánh được màn Beverly Hills Scope và Lovely Child Land. Ôi dồi ôi, đánh cảm giác kiểu nó trầm cảm luôn. Ok. Ui, 52, 51 đây. Sao cái số user rank mình nhìn nó đẹp thế nhỉ? 5 Grey Cut Eyes. Ui dồi, lại. Ui, nó không cho mình sớm sớm thì mình nâng luôn cái con si rong cắt lên level 40 các bạn ạ. Đây, nói chung là cái màn vừa xong đấy, các bạn sẽ cần đại loại là cái con này nhìn level thì nó cao cao xíu để cho nó gõ cho nó nhanh các bạn. Nói chung là mình chơi nó hơi lâu các bạn. Ok nhá, khiếp. Đánh cái này khổ thế. Đánh quải luôn. Xem nào. Ôi, mình lại được một con Undead Cut đây. Con này của mình cộng 3 rồi. Hay. Hay thế nhỉ. Ok, chắc là video mình sẽ đến đây kết thúc rồi. Chắc là video sau mình sẽ đánh được màn tiếp theo và màn cuối. Hình như là màn cuối lấy là Musashi vậy nhá. Ok, chắc là video mình sẽ đến đây kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhá. Bye bye. Yeah.